Mai Cơ xin chào cả nhà. Đây là bé tiểu thư của mình, bé vừa hơn 3 tuổi chút xíu. Hôm nay thì mình lên đây làm clip này muốn chia sẻ với các mẹ về hành trình nuôi con của mình nha. Mình thấy các mẹ thường hay chia sẻ về con của các mẹ có vấn đề về biếng ăn nè, chậm tăng cân nè, táo bón và hay ốm vặt nữa. Vì vậy cho nên là mình cũng chuẩn bị một hành trang để mình chăm sóc bé tiểu thư tốt hơn, cho bé ăn những cái món ngon, mua đầy đủ chất dinh dưỡng là thịt cá, trứng sữa và thậm chí là đổi sữa. Bé nhà mình thì không có biếng ăn như các bạn khác, mà bé ăn rất là được nhưng mà bé lại không tăng cân. Thì khi mà mình đi chơi và có các bạn cùng trang lứa thì mình thấy là con của các mẹ có vẻ là nhỉnh hơn nè, rồi tăng cân nhiều hơn và cao hơn nữa. Nhiều khi mình cũng rất là buồn và rất là stress. Và thì có những so sánh của các mẹ khác là hỏi tại sao bé nhà mình nhỏ con vậy, cho nên là mình cũng rất là hoang mang lắm, là mình cũng tìm những cái sản phẩm để mình chăm sóc bé tốt hơn. Khi mà mình hỏi một mẹ có con nhỉnh hơn, có vẻ phát triển hơn so với các bé khác, thì mình được biết là mẹ đó cho con dùng sản phẩm Nori Kids Plus này nè mọi người. Thì khi mà mình thấy như vậy, mình cũng mua về cho bé tiểu thư nhà mình dùng, thì mình thấy là bé ăn ngon miệng hơn nè, tăng cân hơn và phát triển hơn, có vẻ là tăng chiều cao nữa. Nori Kids Plus này có thành phần là Aquamin F. Thì Aquamin F này có đến 32% là canxi, ngoài ra còn có vitamin D3 nữa, giúp cho bé tăng cân và tăng chiều cao. Thì một sản phẩm mà vừa tăng cân vừa tăng chiều cao thì mình nên dùng ha. Đó, thì từ khi mà mình cho bé tiểu thư dùng thì mình thấy bé tiểu thư tăng cân nè, và có vẻ là chiều cao nhỉnh hơn nữa. Đây là một sản phẩm dạng nước ha. Đó, nó có từng ống thế này, và mình chỉ cần lấy một ống ra cho bé uống thôi. Lúc trước thì bé tiểu thư của mình cũng hay ốm vặt lắm, nhưng mà từ khi mình cho bé dùng sản phẩm này thì mình thấy bé hết ốm vặt hẳn luôn. Cho nên là mình rất thích và mình muốn chia sẻ với cả nhà để các mẹ có thể dùng cho bé nhà mình. Cái này là dạng ống như thế này nè cả nhà, cho nên là bé uống rất là tiện. Mình chỉ cần đưa cho bé một ống thế này thì bé tự uống thôi ha. Một sản phẩm rất là tốt như thế này, cho nên là mình cũng muốn chia sẻ với cả nhà để cả nhà có thể dùng cho các bé nhà mình nha. Đừng lưu mình để ở caption, các mẹ có thể vào tham khảo nha. Bye bye, mình chào tạm biệt mọi người. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.